Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Món Ăn Ngon. Hôm qua thì mình được bà dì tặng cho vài cái mục măng đó các bạn, rất là ngon luôn. Và hôm nay thì mình sẽ làm cái món thịt kho măng nha. Đây mình có chuẩn bị 300g thịt ba rọi nha các bạn. Các bạn nhìn thịt của mình nè, rất là tươi ngon. Mình sẽ chọn cái phần thịt nó giữa xen kẽ thịt và mỡ như thế này nha. Và mình chọn thịt nhiều hơn mỡ đi, ăn nó không bị ngén nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi luộc thịt nha các bạn. Bắt lên bếp khoảng 1 lít nước sôi nè. Rồi mình cho vào nửa muỗng canh muối. Và đây là gốc hành lá nha các bạn. Mình cho vào khoảng 2 gốc ha. Cho nó thơm đó, khi mà mình luộc thịt nè, cái thịt của mình nó sẽ thơm và không có mùi tanh ha. Bây giờ mình sẽ cho thịt vào nè. Mình luộc sơ qua nha các bạn, để giúp cho thịt của mình nó được sạch hơn nè. Và khi mà mình xắt nó cũng sẽ dễ hơn nữa các bạn. Mình luộc sơ qua khoảng 2 phút nha. Sau khi luộc thịt được 2 phút rồi, bây giờ mình sẽ vớt ra. Luộc cũng vậy các bạn, cái miếng thịt của mình rất là thơm nè. Không hề tanh một xíu nào luôn. Thịt này thì mình sẽ xắt vuông khoảng chừng 1cm nha. Đây, mình sẽ xắt cái miếng thịt như thế này nha các bạn. Cái độ vừa ăn như vậy nha. Thịt xắt xong mình sẽ cho ra ngoài cái dĩa nha. Để bắt đầu mình sẽ ướp thịt. Bây giờ mình sẽ băm nhuyễn 30g tỏi, ớt và gốc hành lá nha. Cái phần tỏi ấy, các bạn băm riêng cho mình khoảng 2 tép nha. Để xíu nữa mình phi mình xào cho nó thơm nha. Còn cái phần tỏi còn lại thì mình sẽ băm nhuyễn cùng với lại ớt và gốc hành lá. Hành lá thì mình dùng khoảng 1 tép thôi nha các bạn. Dùng cái phần lá nè. Để khi mình kho xong á thì mình sẽ cho vào cho nó thơm nha. Bây giờ thì mình sẽ xắt nhuyễn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ướp thịt nha. Phần tỏi, hành và ớt này thì mình sẽ ướp vào một nửa nha các bạn. Vừa là một nửa nha. Mình sẽ ướp vào là 1 muỗng canh đường, 1/4 muỗng canh hạt nêm, 1/4 muỗng canh bột ngọt. Tiêu xay mình sẽ cho vào 1/4 muỗng canh nha. Và nước màu dừa mình sẽ cho vào nửa muỗng canh. Nước màu dừa này mình mua ở chỗ mà người ta hay bán dừa đó các bạn, dừa khô đó. Người ta thắng ra làm cái nước màu này nè, rất là ngon nha. Còn các bạn không thắng nước màu thì mình có thể thắng đường. Thắng đường chuyển sang cái màu cánh gián giống như là màu nước màu vậy nè các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu trộn đều lên. Trộn đều thịt xong thì mình sẽ ướp khoảng 15 phút nha. Măng này là 1kg nha các bạn, và mình sẽ sử dụng khoảng nửa ký thôi nha. Phần nửa phần măng này thôi. Bây giờ mình sẽ cắt khúc ra ha. Mình cắt cái độ dài thì khoảng 5cm nha các bạn. Đây mình đo nó nè. Nó cắt cho nó đều đều, nhìn cho nó đẹp ha. Rồi đây bây giờ mình sẽ bắt đầu cắt ra ha. Mình cắt miếng vuông khoảng 0.5cm ha. Mình kho thì mình xắt nó hơi dày dày một xíu nha các bạn, thì ăn nó sẽ giòn giòn, nó ngon lắm. Còn nấu canh thì mình mới xắt mỏng thôi. Đó, cái miếng này nó dày thì mình sẽ cắt ra như vậy ha các bạn. Mình cho măng vào trong một cái thao nước rồi cho vào một muỗng canh muối nha. Khuấy lên nha các bạn. Mình sẽ rửa măng qua với nước muối nha. Ngâm khoảng 5 phút nha các bạn, cho măng của mình nó sạch ha. Rồi bây giờ mình sẽ vớt ra rửa sạch lại với nước. Măng rửa sạch mình sẽ cho vào trong một cái nồi nước sạch để bắt đầu mình đi luộc măng nha. Và khi luộc măng á các bạn thì mình sẽ cho vào đây là nửa muỗng canh muối nha. 1/4 muỗng canh bột ngọt ha. Và 1/4 muỗng canh đường nữa. Mình sẽ luộc măng trong vòng 30 phút. Khi mình luộc măng mình cho thêm gia vị như vậy đó các bạn, thì măng khi luộc xong ăn á, nó sẽ có cái độ ngọt rất là ngon nha. Măng luộc chín xong rồi á thì mình sẽ vớt ra luôn. Mình cho vô trong chảo 2 muỗng canh dầu ăn nha, để bắt đầu mình đi xào măng ha. Mình sẽ cho tỏi băm nhuyễn vào, phi cho thơm lên. Tỏi vàng mình sẽ cho măng vô nha.
Khi mà mình xào thì mình sẽ xào với lửa nhỏ thôi. Xào khoảng chừng 3 phút nha các bạn, rồi mình sẽ đổ măng ra ngoài. Rồi măng mình xào được rồi nha, giờ mình đổ măng ra cái ha. Mình cho một muỗng canh dầu ăn vào trong cái chảo nè. Rồi mình sẽ cho phần hành tỏi ớt vào. Phi cho thơm lên nha các bạn. Lúc này thì mình sẽ cho thịt vô mình xào ha. Bây giờ thì cái phần hành tỏi ớt của mình nó bắt đầu nó hơi vàng thôi là mình có thể cho thịt vào được rồi. Wow, rất là thơm nha các bạn. Giờ mình xào cho thịt của mình săn lại nha. Đây mình xào cho thịt kiểu nó săn lại như vậy nè các bạn, khoảng chừng 3 phút. Rồi mình sẽ đổ măng vô nha. Giờ mình sẽ bắt đầu cho nước mắm vô nha các bạn. Mình sẽ cho vô là 2 muỗng canh nước mắm, 1/4 muỗng canh bột ngọt, 1/4 muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng canh đường. Nước thì mình sẽ cho vào đây là 300ml nước nha. Mình dùng nước lọc bình thường nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đợi cho cái nước này nó sôi lên nha. Nước nó bắt đầu nó sôi lên rồi các bạn. Mình sẽ cho vào đây là 1/4 muỗng canh muối nha. Đảo đều lên hết các bạn. Mình kho thịt với lại lửa nhỏ thôi. Thịt này thì mình sẽ kho tầm khoảng 30 phút nha các bạn. Cho thịt và măng nó chín mềm luôn thì nó mới ngon nha. Phút này thì cái nước kiểu như nó hơi rút hơn một xíu nha các bạn. Mình kho kiểu nó hơi còn hơi nước nước á các bạn, để mình ăn mình có thể chấm rau nó cũng ngon nữa nha. Còn bạn nào thích kho hơi cạn hơn thì mình để lâu hơn xíu nữa nha. Rồi cuối cùng thì mình sẽ rắc thêm hành lá nha các bạn. Nó rắc thêm miếng ớt nữa cho nó đẹp mắt nha. Và cuối cùng là tiêu xay nha. Ôi ôi hấp dẫn quá các bạn ơi, nó thơm ơi là thơm luôn á. Các bạn nêm nếm lại cho hợp khẩu vị ăn của gia đình mình ha. Nhìn cái chảo thịt kho của mình hấp dẫn quá luôn á các bạn ơi, coi nè. Miếng măng nó có hơi màu vàng vàng. Bây giờ mình sẽ ăn cơm nha. Trời ơi, bữa nay chắc ăn hết nồi cơm luôn quá các bạn ơi. Rất là ngon nè. Đây mình sẽ chan thêm một miếng nước thịt kho lên nữa nha. Wow, thịt mềm nè. Rất là thấm gia vị. Măng thì ăn giòn giòn, mềm mềm và rất là ngọt nha các bạn. Chúc cho các bạn làm thành công với cái món thịt kho măng này nha. Và video của mình đến đây cũng hết rồi. Các bạn hãy comment ý kiến, like, share để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn. Bye bye và hẹn gặp lại.